Thưa quý vị, theo dự báo thì vụ sản xuất vụ xuân năm 2015 này diễn ra trong cái hoàn cảnh là thời tiết ít mưa, khả năng hạn hán rất là lớn và thời tiết diễn biến bất thường thì có thể có nhiều cái loại sâu bệnh đe dọa đối với vụ sản xuất vụ xuân 2015. Những cái vấn đề đặt ra đó thì hôm nay chúng tôi có mời ông Nguyễn Văn Lập, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để trao đổi một số vấn đề liên quan đến sản xuất vụ xuân năm 2015. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, điều trước tiên chúng tôi quan tâm đó là đến nay thì cái sản xuất vụ xuân 2015 đã đạt được những kết quả như thế nào thưa ông? Cho đến thời điểm này thì sản xuất vụ xuân của Nghệ An thì chúng ta đã đạt được cái kết quả bước đầu. Thứ nhất là đối với cây lúa thì chúng ta đã gieo cấy được khoảng độ 76.000 trên kế hoạch 86.000 hecta, tức là đạt trên 90%. Về cây lạc thì đạt được hơn 10.000 trên kế hoạch 17.000, khoảng độ 60%. Và cây ngô thì đạt được khoảng độ 10.000 trên 17.000, khoảng độ 60%. Như vậy là có thể nói là về mặt thời vụ thì dự kiến là đến khoảng độ là 13 tháng 2, tức là khoảng độ 25 tháng Chạp, thì toàn bộ diện tích lúa xuân của Nghệ An trên 86.000 hectare là sẽ khép kín. Còn diện tích lạc thì có một số diện tích ở Nghi Lộc và một số nơi thấp thì do nó đang ẩm cho nên có thể kéo dài ra đầu tháng giêng âm lịch. Và như vậy là các cây trồng trong thời vụ thì chúng ta đều bố trí thời vụ đảm bảo với cái lịch đề ra. Theo cái dự báo của các cái đơn vị khí tượng thủy văn ấy thì hạn hán có thể xảy ra diện rộng ở trong cái vụ xuân năm 2015. Vậy thì đối với ngành nông nghiệp thì cái dự báo cái tình hình khó khăn và thuận lợi của sản xuất vụ xuân này như thế nào? Về cái đánh giá thuận lợi và khó khăn trong sản xuất vụ xuân thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đã có những cái nhận định như thế này. Thứ nhất là về thuận lợi thì năm nay là cái thời tiết nói khắc nghiệt thì nó không khắc nghiệt lắm so với các năm trước, tức là nó ấm hơn, ít có những cái đợt gió rét đậm đến mức rét hại. Đó cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong sản xuất vụ xuân thì các địa phương cũng đang tập trung chỉ đạo để chào mừng đại hội đảng các cấp, cho nó là cái không khí tổ chức sản xuất chỉ đạo nó cũng tốt. Cái thứ ba là các loại vật tư phân bón, kể cả giống rồi thuốc bảo vệ thực vật trong vụ xuân năm 2024 thì khá đảm bảo và đầy đủ thỏa mãn cho bà con nông dân. Và một cái thuận lợi nữa đó là năm nay thì toàn bộ diện tích lúa thì chúng ta có cái lịch gieo cấy trước Tết toàn bộ, do đó là chúng ta không phải cố gắng chạy đua để là trước Tết để lo cái chuyện Tết nhất. Đó là cái thuận lợi. Còn về khó khăn thì năm nay có những cái khó khăn cũng rất đặc biệt. Cái khó khăn lớn nhất của vụ xuân năm nay đó là cái tình hình hạn hán. Hiện nay thì mực nước các hồ của chúng ta không đảm bảo. Trong khi đó thì lượng mưa bổ sung đầu vụ xuân thì rất hạn chế. Cái khó khăn thứ hai nữa đó là cái tình hình diễn biến của sâu bệnh. Từ cái nhiệt độ nó ấm, do đó nó cũng ảnh hưởng đến cái diễn biến của sâu bệnh. Cái khó khăn thứ ba đó là do độ ấm, rồi thời tiết nó ấm hơn các vụ xuân khác, do đó là thời gian sinh trưởng của các cây trồng nó có khả năng rút ngắn lại, do đó chúng ta mà không có biện pháp thâm canh tốt thì có khả năng là năng suất nó sẽ không đạt được theo yêu cầu. Trước cái tình hình như thế thì để đảm bảo được cái năng suất trong cái vụ xuân năm 2015 thì ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn có những cái khuyến cáo, có những cái hỗ trợ bà con nào trong sản xuất. Trước những cái khó khăn như trên thì đối với bà con nông dân thì chúng tôi đề nghị bà con nông dân là có mấy cái lưu ý. Lưu ý thứ nhất là chúng ta phải thực hiện nghiêm túc cái thời vụ, vì năm nay là một cái vụ xuân ấm, nếu chúng ta mà ra sớm quá thì nó sẽ ảnh hưởng rút ngắn rồi, hoặc ngắn nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Cái thứ hai là lưu ý bà con nông dân là rút kinh nghiệm của các vụ trước, kể cả vụ xuân, vụ hè, thì các giải pháp của ngành, của huyện đưa ra là rất sát đúng những cái việc chấp hành của bà con nông dân. Do đó chúng tôi đề nghị bà con nông dân là khi đã có hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn thì tốt nhất là thực hiện nghiêm túc những cái giải pháp do cơ quan chuyên môn đề ra, và từ đó thì chúng ta mới đảm bảo được là một cái vụ xuân có cái năng suất chất lượng tốt. Thưa ông thì có một số vùng ấy
thì theo cái khuyến cáo của ngành anh ta có thể là cấy, nhưng mà bà con này có kinh nghiệm là có thể là trong một hai vụ vừa rồi thắng lợi từ gieo thẳng, cho nên năm nay họ vẫn làm theo cái kiểu gieo thẳng đó. Thì ngành có khuyến cáo nào để mà đảm bảo được cái năng suất trên cái diện tích đó, hay là có những cái giải pháp nào để bổ cứu cho nông dân? Về cái gieo thẳng hay cấy thì thực tế là cái gieo thẳng là một tiến bộ kỹ thuật. Tuy nhiên trong điều kiện của Nghệ An thì ngành nông nghiệp là khuyến cáo bà con nông dân không nên gieo thẳng. Vì lý do là thời vụ Nghệ An là cái thời điểm chúng ta ra mạ là vào thời điểm đại hạn, và thời điểm đó là năm nào nó cũng rét. Và nếu mà gieo mạ thì chúng ta còn có biện pháp che phủ, đảm bảo độ ấm cho mạ, nó không chết rét. Còn chúng ta gieo thẳng ra thì nếu gặp cái năm bình thường thì tốt, nhưng nếu gặp cái năm mà thiên tai nó bất thuận, nó chỉ có một rét, đợt rét đậm rét hại trùng ngay vào thời kỳ gieo thẳng thì nó mất toàn bộ giống của bà con nông dân. Do đó là ngành nông nghiệp khuyến cáo là trong vụ xuân không nên gieo thẳng. Tuy nhiên là cho đến giờ phút này thì trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn có khoảng độ là trên 10.000 hectare lúa gieo thẳng, và nhiều địa phương như là Đô Lương, như là Nam Đàn, như là Hưng Nguyên thì kể cả chính quyền địa phương là tăng cường chỉ đạo như bà con vẫn gieo thẳng. Và đến thời điểm này thì những diện tích gieo thẳng đó thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn cũng phải cùng với địa phương để hướng dẫn cho bà con nông dân có một cái giải pháp nó đảm bảo là khi bà con nông dân là tổ chức gieo thẳng thôi thì mình phải hướng dẫn để nó đảm bảo có kết quả. Thì các giải pháp đó là thứ nhất là phải thường xuyên theo dõi để điều tiết nước, không được để cái ruộng khô, vì nếu mà rét kết hợp với khô thì nó dễ chết. Cái thứ hai là đã gieo thẳng rồi thì cố gắng là cái thời gian là trịa rằm là phải thực hiện tốt. Rất nhiều bà con nông dân là sau khi gieo thẳng chúng ta để quá dày cho nó năng suất nó rất thấp. Do đó là cái việc tỉa rằm để cho các bụi lúa nó thừa ra để cây lúa nó phát triển tốt trong cây lúa gieo thẳng là một điều quan tâm. Và cái điều thứ ba quan tâm đó là diện tích gieo thẳng thì chúng ta không quản lý được dịch bệnh, nhất là rây cũng như bệnh đạo ôn ngay từ thời kỳ mạ. Do đó là trên diện tích này chúng ta cũng phải lưu ý đặc biệt hơn đối với cái quản lý sâu bệnh, nhất là cái bệnh đạo ôn rồi rây trong vụ xuân năm 2015. Vâng, trước những cái tình hình sản xuất như vậy thì ngành nông nghiệp mà cắt cử cán bộ thế nào để mà đôn đốc hỗ trợ bà con ở cái sản xuất vụ xuân ở các địa phương? Trước tình hình sản xuất vụ xuân nó có những cái khác biệt như vậy, do đó là ngành nông nghiệp phát triển nông thôn vừa qua thì cũng đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra rồi. Và hiện nay thì ngành nông nghiệp phát triển nông thôn đang có văn bản chỉ đạo và đã chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành, và trong đó quan tâm nhất là hai cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất là các công ty xí nghiệp thủy nông là phải thường xuyên có người trực để điều tiết nước, kể cả là cái thời gian nghỉ Tết, vì năm nay thời gian nghỉ Tết nó dài, cho đó là các công ty xí nghiệp thủy nông là phải có cán bộ trực để điều tiết nước. Và cùng với cán bộ thủy nông của các công ty xí nghiệp thì chúng tôi cũng đề nghị là ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các xã là phải có cán bộ là lấy nước để điều tiết nước trong quá trình là cho lúa sinh trưởng trong cái giai đoạn nghỉ Tết. Cái quan tâm và cần tập trung chỉ đạo thứ hai đó là tình hình sâu bệnh, vì hiện nay là tất cả diện tích lúa chúng ta đều cấy trước Tết hết, và sau Tết khoảng độ mùng 1 Tết là đã bước vào cái thời kỳ chăm sóc của lúa rồi. Do đó là trong giai đoạn này thì tình hình diễn biến của sâu bệnh cũng cần hết sức lưu ý, nhất là bệnh đạo ôn trên những cái giống mà nó nhiễm nặng như là AC5 rồi BC15 và một số giống khác. Do đó là ngành nông nghiệp và nông thôn cũng yêu cầu chi cục bảo vệ thực vật chỉ đạo các trạm bảo vệ thực vật huyện là phải có cán bộ trực Tết, và ngay từ mùng 2 Tết thì vẫn phải có cán bộ thám đồng để chúng ta nhận định có cái dấu hiệu của dịch bệnh, và khi mà thấy phát hiện có dấu hiệu của dịch bệnh thì phải tổ chức là tham mưu ngay để cho là sở cùng với các huyện để chỉ đạo bà con nông dân phòng trừ kịp thời. Và chúng tôi cho rằng là trong cái giai đoạn này hai cái khâu, một là nước để đảm bảo chống hạn, để đảm bảo cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, thứ hai là quản lý cái sâu bệnh ngay từ đầu vụ nó tốt, và đảm bảo được hai yếu tố đó thì chúng ta sẽ vượt qua được cái giai đoạn đầu của sản xuất vụ xuân năm 2015.
Vâng, vụ xuân thì cho đến thời điểm này, theo thông tin ông vừa đưa ra đó thì cơ bản đã hoàn thành được 90%, bị gián đoạn bởi những ngày Tết. Vậy thì qua chương trình này thì ông có những cái nhắn nhủ nào với bà con nông dân để mà cùng có một cái vụ xuân thắng lợi? Cái vụ xuân năm 2015 thì nó có đặc biệt là tất cả diện tích lúa và một số cây trồng chúng ta đều gieo trồng trước Tết, và cái thời gian sau gieo cấy và gieo trồng đến cái chăm sóc lần một thì nó rất là ngắn, nó lại trùng vào cái dịp là giữa Tết và rằm tháng Giêng. Với cái điều kiện như vậy, chúng tôi khuyên bà con nông dân là ăn Tết vui xuân nhưng mà cũng phải chăm lo đến đồng ruộng, bố trí thời gian hợp lý, có thể là mùng 4 Tết mình có thể là vừa vui xuân vừa thăm đồng để kịp thời phát hiện những cái loại sâu bệnh và kịp thời là chăm sóc những cái diện tích cây trồng của chúng ta đã tổ chức sản xuất trong năm 2014 đã có kết quả rồi, thì việc chăm sóc thì nó đảm bảo nó sinh trưởng phát triển tốt. Nhân dịp đầu xuân năm mới Ất Mùi, xin gửi đến bà con nông dân lời chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng. Vâng, xin cảm ơn những trao đổi của ông Nguyễn Văn Lập về những cái kinh nghiệm, những cái bổ cứu cho cái sản xuất vụ xuân năm 2015. Một lần nữa thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn những cái trao đổi của ông, và chương trình của chúng tôi cũng xin tạm dừng tại đây.